Để đảm bảo tốt tốc độ tiêm chủng vaccine COVID-19, Bộ Y tế sẽ triển khai chiến dịch tiêm chủng lớn nhất từ trước đến nay trên cả nước từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 4 năm 2022 tại 19.000 điểm. Lãnh đạo Bộ Y tế cho biết Việt Nam đang nỗ lực để có vaccine về Việt Nam càng nhiều càng tốt nhằm đáp ứng nhu cầu tiêm chủng của nhân dân. Tuy nhiên, hiện nguồn cung đang khan hiếm nên cao điểm vaccine về Việt Nam sẽ rơi vào quý 4 năm nay. Dự kiến trong tháng 7 sẽ có khoảng 8 triệu liều vaccine về Việt Nam. Theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, để triển khai chiến dịch hiệu quả và đảm bảo chất lượng vaccine, tất cả các quy trình phải phối hợp chặt chẽ từ vấn đề bảo quản, phân phối, tổ chức tiêm, ứng dụng công nghệ thông tin và cả công tác truyền thông cho chiến dịch. Đặc biệt, vấn đề an toàn tiêm chủng phải được đặt lên hàng đầu, tuân thủ tuyệt đối nguyên tắc tiêm đến đâu, an toàn đến đó. Những cái nơi nào chưa có, những cái nơi nào mà đã có các kho, thế rồi nơi nào mà chúng ta cần phải sửa chữa nâng cấp, thế rồi nơi nào mà chúng ta cần những cái xe vận chuyển bảo quản thì chúng ta phải lên một cái kế hoạch rất chi tiết. Chúng ta theo dõi thực từng liều vaccine được đến các điểm tiêm, tiêm cho bao nhiêu người, còn bao nhiêu liều chưa tiêm, bao nhiêu người chưa được tiêm, chúng ta phải theo dõi sát được. Chiến dịch tiêm chủng lần này có điểm khác là công tác điều hành mọi quy trình tiêm chủng được thực hiện trực tuyến, quản lý bằng công nghệ thông tin. Việc ứng dụng công nghệ sẽ giúp quản lý công khai, minh bạch mọi hoạt động tiêm chủng. Việc phân bổ vaccine sẽ tiếp tục được công khai, phân bổ cho các điểm bao nhiêu, tiêm bao nhiêu liều, còn lại bao nhiêu để người dân giám sát chặt chẽ. Dự kiến có khoảng 19.000 điểm tiêm chủng và số lượng có thể thay đổi để phù hợp với thực tiễn. Tới đây chúng ta sẽ cùng lúc triển khai rất nhiều loại vaccine phòng COVID-19 cho người dân. Và chúng tôi lưu ý là mặc dù là triển khai trên diện rộng nhưng mà Bộ Y tế vẫn đặt vấn đề an toàn tiêm chủng lên hàng đầu, sẽ tiếp tục tập huấn kỹ lưỡng cho cán bộ y tế không chỉ về kỹ năng thực hành tiêm chủng mà còn kỹ năng về xử trí các cái phản ứng nặng sau tiêm chủng. Ban chỉ đạo đã quyết định sử dụng 8 kho lạnh thuộc quân khu thủ đô và 7 quân khu vùng để thực hiện chức năng bảo quản vaccine. 63 xe lạnh cũng sẽ được giao về các quân khu phối hợp với các kho của chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia để vận chuyển vaccine. Bộ Y tế đề nghị các địa phương phải kiện toàn đội cấp cứu cơ động ngay từ bây giờ để hỗ trợ các điểm tiêm.